Chào mừng các bạn đến với kênh youtube Holic Audio. Nếu các bạn muốn kênh làm về bộ truyện hoặc sách nào vui lòng để lại bình luận bên dưới nhé. Mời các bạn theo dõi câu chuyện. Thiếu niên ca hành, tác giả, Chu Mộc Nam. Thể loại, võ hiệp, hệ liệt thiếu niên ca hành. chương 456, Đế Vương Băng Hà. Tuyết rơi càng lúc càng lớn, một lớp tuyết mỏng phủ lên những thi thể, buổi tối ồn ào hỗn loạn này cuối cùng cũng yên tĩnh. Chỉ có điều đống thi thể giải đầy mặt đất cùng với những bông tuyết bay lượn, càng khiến đêm nay trở nên lạnh lẽo cô đơn. Cuối cùng cũng kết thúc. Lôi vô kiệt thở dài một tiếng. Diệp nhược y cũng thở dài nói, bao nhiêu người chết, cuối cùng tối nay cũng kết thúc. Nhưng trong sân vẫn còn một người đứng lặng tại đó. Quỷ y chết, tô xương hà chết, ngay cả kẻ chủ mưu tiêu vũ cũng đã chết nhưng hắn vẫn đứng yên lành tại đó khi thì ngửa mặt lên trời khi thì cúi đầu nhìn mặt đất cứ như mọi chuyện xảy ra trong sân đều không liên quan gì tới hắn lạc thanh dương bế tuyên phi nương nương đã ngất lên vô tâm chúng ta ở gian miếu ngoài thành chờ ngươi ba ngày vô tâm gật đầu nói mẫu thân ở bên cạnh lạc tiên sinh ta rất yên tâm lạc thanh dương xoay người bế tuyên phi nương nương nhảy lên, đi theo hướng ra ngoài thành. Tiêu sắt nhìn đại tổng quản cẩn tuyên, chậm rãi nói. Xin hỏi đại tổng quản đang nhìn cái gì? Cẩn tuyên nghe vậy mới có vẻ hồi phục tinh thần, hắn giơ một ngón tay, lắc nhẹ. Ta nghe thấy tiếng vó ngựa. Mọi người cả kinh, vỉnh tai lên nghe cẩn thận một hồi, quả nhiên nghe tiếng vó ngựa dày đặc càng lúc càng gần. Còn binh lính mai phục. Đây là suy nghĩ đầu tiên trong lòng bọn Diệp Nhược Y. Nhưng tiêu sắt lại lắc đầu, kẻ như tiêu vũ khi sống có lẽ còn có người theo, nhưng một khi đã chết, rất ít người chịu bán mạng cho hắn tiếp. Long tà đi tới bên cạnh Cẩn Tuyên, hạ giọng nói. Sư phụ, chúng ta làm gì đây? Có rất ít người biết thật ra Long Tà là đệ tử của Cẩn Tuyên, ngay cả trong xích vương phủ cũng có rất nhiều người không biết, vì hắn luôn dán dâu lên mặt, ngụy trang bản thân không khác gì người bình thường. Cần tuyên nhún vai một cái. Im lặng xem tình hình. Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, mọi người cũng càng căng thẳng. Đột nhiên một loạt tiếng ngựa hí vang lên, ngoài cửa như có tiếng giáp nặng rơi xuống đất. Điện hạ, ngài có thể dùng lý do có kẻ phản bội ở bên trong, phóng tên lửa đối trụi nơi này. Để đề phòng tà ma quỷ quái quấy phá, không thể bỏ qua bất cứ ai ở trong được mưu sĩ đeo vải trắng che mắt trầm giọng nói tiêu sùng nhìn thi thể chất kín trên đường trầm ngâm một hồi lâu rồi lắc đầu nói buổi tối hôm nay đã có quá nhiều người chết rồi mưu sĩ nhắc nhở đây là cơ hội tốt nhất của điện hạ trong hôm nay thậm chí là cơ hội cuối cùng nếu phải dùng cách đó để thành đế vương vậy chẳng phải chữ bạch trong cái tên bạch vương của ta đã dính đầy vết máu rồi à tiêu sùng không hề do dự mang binh sĩ mặc giáp cầm kiếm đi vào. Mới đi được nửa đường hắn đã bị cảnh tượng bên trong làm cho kinh ngạc. Binh sĩ mặc giáp vô thức rút trường kiếm bên hông ra. Sau khi thấy Tiêu Sắt, Lôi Vô Kiệt thở phào nhẹ nhõm. Vẻ mặt Diệp Nhược Y vẫn căng thẳng, hạ giọng nói, "Không được lơ là." Tiêu Sùng quan sát xung quanh một hồi, cuối cùng nhìn sang phía Tiêu Sắt. "Ngươi là người kết thúc những chuyện này à?" tiêu sắt lắc đầu mọi người ở đây đều góp công sức tiêu sùng thở dài đúng là trong số huynh đệ chúng ta không ai bằng ngươi tiêu vũ đã làm tới mức này rồi mà vẫn không giết được ngươi tiêu sắt cười một tiếng có lẽ do mạng của ta tương đối lớn vô tâm chắp hai tay khẽ niệm phật hiệu vị thí chủ này tới đây có chuyện gì vậy ngươi tỉnh rồi một giọng ồm ồm vang lên Vô Tâm ngẩng đầu lên, thấy Nhan Chiến Thiên đang ngồi trên mái hiên. Hắn vội vàng hành lễ. "Ô, đây chẳng phải đại ma đầu Nhan Chiến Thiên hồi trước suýt nữa giết chết ta à?" Diệp Nhược y thầm hô. "Không tốt." trong lòng. Lấy Nhan Chiến Thiên kiềm chế tạ tuyên, cần tuyên động thủ đối phó Vô Tâm, Tiêu Sùng không hao tổn chút gì có hoàn toàn có thể dẫn binh lính mặc giáp giết sạch những người còn lại trong sân. Nhưng Tiêu Sùng chỉ cúi người giơ tay vuốt đôi mắt trợn trừng của tiêu vũ lại hắn thở dài chấp niệm của lão thất quá sâu Người tới đây là để chôn cất cho hắn à tiêu sắt hỏi tiêu sùng đứng dậy thần sắc nghiêm trang cao giọng nói đại tổng quản cẩn tuyên vĩnh an vương tiêu sở hà bệ hạ tuyên triệu các ngươi lập tức vào cung mọi người cả kinh ngay cả sắc mặt của tiêu sắt cũng hơi đổi phụ hoàng tỉnh rồi may mà có thần y hoa cẩm chữa trị kịp thời phụ hoàng đã được giải độc tiêu sùng đứng dậy đi ra cửa đi thôi e rằng phụ hoàng không chờ lâu được đâu tiêu sắt nghe ra thâm ý trong lời nói của tiêu sùng trong lòng căng thẳng quay lại nói với mọi người ta vào hoàng cung một chuyến mọi người chờ ta ở đây vô tâm vỗ vai tiêu sắt một cái nhìn cẩn tuyên nói không lo lắng à Ngươi đi cùng một con sói đấy. Tiêu sắt không để ý tới hắn, chỉ ghé sát tay hắn nhỏ giọng nói. Bảo vệ mọi người ở đây nhé. Vô tâm cười nói. Cứ giao hết cho vô tâm. Lôi vô kiệt đứng dậy. Ta đi với ngươi. Tiêu sắt cao mày nhìn hắn. Sao cơ? Ta có cần cõng ngươi đi không? Tiêu sùng ngắt lời nói. Bệ hạ chỉ tuyên triệu hai người đại tổng quản và lão lục. Cho dù là ta cũng phải chờ bên ngoài cửa cung. Đi, Tiêu Sắt vất tay, đi thẳng ra ngoài. Lôi Vô Kiệt cười khổ một cái. Ngươi nói xem, liệu lúc gặp lại có hắn thành hoàng đế không? Diệp Nhược Y nhìn bóng lưng Tiêu Sắt, suy tư. Ta đoán, thật ra hắn đã lựa chọn từ trước rồi. Trên xe ngựa, Cẩn Tuyên và Tiêu Sắt ngồi đối diện nhau, nhưng vẫn im lặng một lúc lâu sau tiêu sắt mới mở miệng ta đoán ngươi là người của phụ hoàng ngươi rất thông minh cần tuyên trả lời rất dứt khoát tiêu sắt vén dèm xe ngựa nhìn theo hướng cửa cung ta hiểu rất rõ phụ hoàng là người thế nào phụ hoàng sẽ không để mặc người trong tòa thành này minh tranh ám đấu còn bản thân chỉ nằm trên giường bệnh chắc chắn người sẽ để lại quân cờ của mình đúng vậy ta theo hầu bệ hạ vài chục năm nhưng vẫn không đoán nổi tâm tư của người cẩn tuyên nói đầy ẩn ý tiêu sắt không nói thêm gì buông rèm tre bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần xe ngựa đi tới ngoài cửa cung mọi người dồn dập xuống ngựa quả nhiên đúng như lời tiêu dùng đã nói hắn chờ ngoài cửa cung không đi vào cẩn tuyên và tiêu sắt đi vào trong cung thấy người dẫn đường đang chờ ở đó kim y lan nguyệt hầu lan nguyệt hầu có vẻ khá mệt mỏi hắn đi tới vỗ vai tiêu sắt nghe nói loạn lạc trong thành đã lắng xuống ta đoán chắc ngươi đã giải quyết mọi chuyện hoàng thúc của ngươi không nhìn lầm người tiêu sắt lắc đầu một mình ta không làm được chuyện này không nói mấy thứ này nữa mau tới thái an điện lan nguyệt hầu xoay người lại lên đường lạnh lùng nhìn cẩn tuyên một cái tiêu sắt nói chẳng phải đã nói phụ hoàng đã không vấn đề gì à? Sao lại gấp gáp vậy? Lan Nguyệt hầu khẽ thở dài một tiếng, đi thẳng về phía trước, không nói gì thêm. Chương 457: Đế vương truyền ngôi. Cánh cửa Thái An điện chậm rãi mở ra. Mộc Xuân Phong sắc mặt mệt mỏi ngồi trong góc, nhìn Tiêu Sắt đẩy cửa vào, hơi nghiêng đầu sang. Tiêu Sắt bước vào Thái An điện, quay đầu nhìn về phía giường bệnh của Minh Đức đế. Hoa cẩm nằm nhòi bên giường, hòm thuốc rơi bên cạnh cô, đã ngủ rất say. Minh Đức Đế giơ tay vuốt ve đầu cô, giọng nói hiền từ. Đúng là đứa bé ngoan. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía tiêu sắt, ánh mắt như đuốc, đâu còn vẻ uể oải như mấy tháng trước, tạo một cảm giác mặt mày phơi phới. Nhưng như có một tảng đá nện thẳng vào trong lòng tiêu sắt. Hồi quang phản chiếu trong lòng tiêu sắt dâng lên cảm giác bi thương ngày trước hắn rời khỏi thiên khải thành trong lòng luôn kiềm nén cảm giác uất ức đối với minh đức đế cho dù lần này về thiên khải thành hai người cũng rất ít khi gặp mặt còn bây giờ mọi chuyện đã lộ ra chân tướng cũng đã hiểu được nỗi bất đắc dĩ của minh đức đế năm xưa song tiêu sắt vẫn không buông bỏ khúc mắc ngày đó nhưng hôm nay thấy minh đức đế đã sắp rời nhân thế cảm giác đau thương trong lòng hắn bỗng lan ra không chút kiêng kỵ Phụ hoàng. Tiêu sắt gọi một tiếng, quỳ sụp xuống đất. Bệ hạ. Cẩn tuyên cũng quỳ xuống theo. Minh Đức Đế cười một tiếng, từ trên giường bệnh đứng dậy, đi xuống. Hắn đỡ tiêu sắt và cẩn tuyên dậy, chậm rãi nói. Chậm sắp chết rồi. Các thái giám cung nữ trong thái an điện lập tức quỳ xuống. Cẩn tuyên lắc đầu nói. Bệ hạ đừng nói đùa không phải nói đùa. Minh Đức Đế đứng đó, gương mặt vẫn mỉm cười thoải mái. Vừa rồi tiểu thần y đã nói với ta, ta có hai lựa chọn. Một là sống sót, có thể giữ được ít nhất ba năm tuổi thọ, nhưng cuộc đời còn lại không thể xuống khỏi giường bệnh. Lựa chọn còn lại là có thể sống như người bình thường, nhưng có lẽ chỉ còn ba ngày. Các ngươi đoán xem, chẫm chọn cách nào? Hoa cẩm to gan, sao lại để bệ hạ lựa chọn như vậy? cẩn tuyên cả giận nói minh đức đế ra dấu im lặng với cẩn tuyên con bé mệt lắm rồi đừng đánh thức nó đây là lựa chọn của trẫm cẩn tuyên giúp trẫm viết chỉ cẩn tuyên cúi đầu vâng hôm nay trẫm lựa chọn như vậy là ép buộc thầy thuốc hoa cẩm hành động hoa cẩm cứu ta trong lúc nguy nan ban thưởng một vạn lượng hoàng kim hai phòng dược lư tại thiên khải phong chức phó y chính thái y viện nếu không tuyên triệu có thể không vào thiên khải minh đức đế nhìn mộc xuân phong trong góc mộc công tử ta có quên gì không mộc xuân phong lắc đầu ta thay sư phụ cám ơn bệ hạ trước đúng rồi tam công tử của thanh châu mộc gia có công cứu chấm. ban cho một chiếc thuyền dài tuyết tùng đặt tên là thuyền xuân phong đi minh đức đế cười nói tạ ơn bệ hạ Mộc Xuân Phong vội vàng cảm ơn. Khi còn bé chấm từng ngồi uống rượu trò chuyện với phụ thân ngươi. Phụ thân ngươi là người có dã tâm, hắn cho phép ngươi tới thiên khải chắc chắn không phải là để ngươi tới học y. Hắn muốn cái gì đây, một chiếc thuyền lớn e vẫn chưa đủ. Minh Đức Đế xoay người giơ ngón tay chỉ tiêu sắt, cao giọng nói. Để bằng hữu này của ngươi lên làm hoàng đế, đã đủ chưa? Phụ hoàng. Tiêu sắt khẽ gọi một tiếng, ngắt lời Minh Đức Đế. Minh Đức Đế cười nói. Con có muốn làm hoàng đế không? Tiêu sắt không trả lời. Năm đó, tiên hoàng hỏi chấm như vậy. Chấm trả lời là, hoàng đế là do trời chọn, không phải do người chọn, có muốn hay không cũng không có ý nghĩa, chỉ xem thời khắc đó có chuẩn bị sẵn sàng gánh vác thiên hạ này không. Minh Đức Đế xoay người ngẩng đầu nhìn ra phía cửa. Thế nhưng ngôi vị hoàng đế của trẫm không phải do trời chọn mà là do tối hôm đó sách đao cướp được. Nhưng con là người thật sự do ông trời lựa chọn, nghe nói thiên trảm kiếm cũng hiện thân. Con cầm cái này đi. Minh Đức Đế lấy từ trong tay áo ra một vật, ném cho tiêu sắt. Tiêu sắt nhận lấy, sững sờ. Cuộn sách Long Phong. Cần tuyên, để lại cho ngươi một cuộn, nhớ đừng mở cuộn này. Minh Đức Đế lại lấy một cuộn sách khác đưa cho Cẩn Tuyên. Sau khi chấm qua đời, thiên hạ này sẽ là của các ngươi. Tiêu sắt đột nhiên nói. Nhưng con còn chưa trả lời. Minh Đức Đế vung ống tay áo. Chấm còn chưa chết, còn là đế vương của thiên hạ. Chấm quyết định bất cứ điều gì đều không cần nghe trả lời. Tiêu sắt nhìn cuộn sách trong tay. Nếu con không hài lòng với cái tên trên này, con sẽ xé nó lúc đó thiên hạ đại loạn con không muốn thiên hạ đại loạn trẫm cũng không muốn minh đức đế đi tới cạnh cửa ngắm tuyết bay đầy trời nhớ lại đêm tuyết đó hắn quỳ xuống ngăn tên thái y định bỏ đi cứu em trai ta van xin ngươi cứu em trai ta minh đức đế giơ tay đón lấy bông tuyết khẽ nói trẫm rất nhớ ngươi tiêu sắt đi tới bên cạnh minh đức đế giơ tay đỡ hắn Bên ngoài trời lạnh lắm. Một năm bốn mùa, xuân hoa thu nguyệt, hè gió đông tuyết. Có lạnh có ấm, mới khiến người ta có cảm giác thật sự còn sống. Minh Đức Đế nhấc chân bước ra cửa. Đã lâu lắm rồi không cảm thấy gió rét thật sự, con đi với ta tới một chỗ nào. Vâng. Tiêu Sắt đáp ứng. Dù sao bên ngoài cũng đang có gió lạnh, không thể đi lâu được, mau mau rồi về lan nguyệt hầu đua một cái dù tới tiêu sắt nhận dù đi theo minh đức đế ra ngoài đã lâu con chưa về thiên khải về rồi thì chậm lại bệnh không có cơ hội nói chuyện với nhau trẫm muốn tâm sự với con một chút phụ hoàng muốn nói chuyện gì năm nay con đã hơn hai mươi rồi mấy vị hoàng huynh hoàng đệ của con đều đã lập gia đình con thì sao diệp nhược y của tướng quân phủ thì sao con bé chơi với con từ nhỏ, tuy Diệp Khiếu ưng cáo lão về quê nhưng vẫn có tước hiệu quân hầu. Phụ Hoàng, con có người trong lòng rồi. Ồ, là con gái nhà ai? Là con gái tư không trường phong, tư không thiên lạc. Chu Tước Sứ Chú Tước Sứ là người rất thú vị, thê tử của hắn rất đẹp, chắc con gái của hắn cũng là một mỹ nhân. Rất tốt, có điều là người trong giang hồ, tính cách ngang tàng, không chờ được cũng giống tuyên phi tuyên phi nàng ấy đi rồi à đi rồi minh đức đế dừng bước nhưng lại nhanh chóng đi tiếp đi thì đi thôi huynh đệ họ lôi của con sao rồi vẫn khỏe bị thương nhẹ hắn có muốn làm quan không không muốn chỉ muốn làm đại hiệp sau đó đánh khắp thiên hạ không địch thủ thông minh hơn phụ thân hắn rồi đấy phụ hoàng sao người lại nói đùa như vậy hai người cứ thế tán gẫu như người cha và con trai bàn bạc chuyện nhà, vừa đi vừa trò chuyện, cho tới khi đến một tầm cung vắng vẻ. Tiêu sát chưa từng tới tầm cung này, cũng không ngờ trong cung còn có một tầm cung cũ nát như vậy, có vẻ đã rất nhiều năm không có ai ở. Minh Đức Đế đang định đẩy cửa bước vào, lại đột nhiên ngừng tay, hỏi. Nếu năm đó chấm không để ý tất cả, không để nhược phong chết, vậy bây giờ sẽ ra sao? Tiêu sắt trầm ngâm một lúc lâu rồi mới đáp. Một ngã rẽ, khi chúng ta đã lựa chọn, sẽ vĩnh viễn không thể thấy phong cảnh trên con đường khác. Là tiên cảnh hay là vách đá, không ai có cách nào biết được. Minh Đức Đế gật đầu một cái, thu tay, xoay người nói. Chúng ta về thôi. Tuyết rơi càng lúc càng lớn, bước chân đi về của Minh Đức Đế bỗng trở nên già nua hơn nhiều. Ba ngày sau, Minh Đức Đế băng hà biên ải mất liền ba thành, đưa thư 900 dặm báo nguy. chương 458, Thiên Tử giữ biên cương. Thiên Khải Thành, hôm nay là màu trắng. Không chỉ vì mấy hôm nay bất ngờ có tuyết rơi khiến Thiên Khải Thành phủ một tầng màu trắng, mà còn vì trước cửa từng nhà đều treo rất nhiều khăn trắng. Tốn ba ngày dòng dã mới tạm coi là dọn dẹp sạch sẽ những thi thể ở Thiên Khải Thành. Khâm Thiên Giám ghi chép về trận loạn kiếp này như sau. Năm Minh Đức Đế thứ 23, trời sinh dị tượng, bệnh lạ lan truyền trong thiên khải thành, người mắc bệnh sức lực rất lớn, toàn thân đầy máu. Cấm quân, đại lý tự nhận lệnh giữa lúc nguy nan, trong đêm hôm đó đã diệt trừ nguồn bệnh. Xích vương tiêu vũ đích thân trợ giúp, bất hạnh bỏ mình. Còn ba ngày sau, Minh Đức Đế băng hà. Quốc tang bắt đầu. Cho nên mới nói, mấy ngày nay, toàn bộ thiên khải thành hóa thành màu trắng. Trong thời gian quốc tang, mọi người vừa tưởng nhớ tiên đế vừa ôm một nghi vấn, vậy hoàng đế mới là ai? Cẩn tuyên ước lượng cuộn sách trong tay, nhìn sang phía tiêu sắt. Bệ hạ bảo cuộn của ta không nên mở, cho nên thứ tuyên cáo cho thiên hạ chỉ có thể là cuộn trong tay ngươi. Tiêu sắt lấy cuộn sách trong tay áo ra, tiện tay hắt mở. Cẩn tuyên thấy cái tên trên đó, không khỏi sừng sốt. Tiêu sắt lập tức cuộn lại, nghiêm mặt nói. Sau ba ngày quốc tang, ta sẽ tuyên cáo cho thiên hạ. Ngay lúc này, Lan Nguyệt Hầu đẩy cửa điện xài bước về phía bọn họ, tay cầm thư báo của quân đội. Tiêu sắt, biên ải cấp báo, hy vọng chúng ta tăng binh. Lang gia quân thất bại. Cần tuyên khẽ cau mày. Tiêu sắt nhận thư báo, mở ra đọc lướt một lượt rồi cau mày. Nam Quyết, 60 vạn đại quân. Lan Nguyệt Hầu gật đầu. E rằng lần này bọn chúng bất chấp tất cả rồi. Tuy lúc đầu lang gia quân liên tục chiến thắng, nhưng dù sao binh lực chênh lệch quá lớn, không phải đối thủ. Tiêu sắt thu hồi tin báo, hỏi. Lạc thành quân đang ở đâu? Thần sắc Lan Nguyệt Hầu bất an. Đã vào thành. Trình Lạc Anh thúc ngựa đi trong thiên khải thành, nhìn những giải lụa trắng, nghe tiếng khóc lóc khắp nơi. Hắn cao mày, vung roi ngựa quay về phía phó tướng nói. Nếu ta nằm mơ thấy cảnh tượng này, chắc ta sẽ cho rằng mình đang trong chiến trường. Phó tướng cúi đầu nói. Vừa rồi thuộc hạ đã phái người dò hỏi, xích vương tiêu vũ đã chết, tiên hoàng để lại cuộn sách long phong, đang nằm trong tay tiêu sắt và cẩn tuyên. Cẩn tuyên. Trình lạc anh gõ nhẹ ngón tay lên cán đao. Tiêu Vũ chết mà hắn vẫn còn sống à? Không biết, mấy hôm nay hắn chưa từng ra khỏi cung nửa bước, không lưu lại bất cứ tin tức gì. Phó tướng đáp. Trình Lạc Anh tiếp tục thúc ngựa đi tới, xong lại thấy phía trước có bộ áo đỏ bay lên. Thiếu niên ôm kiếm ngẩng đầu, mỉm cười nói: "Tướng quân, chẳng bằng xuống ngựa uống một chén." Trình Lạc Anh ngẩng đầu lên nhìn người trên lầu, do dự một chút rồi xoay người xuống ngựa diệp nhược y đứng sau lưng tiêu sắt hạ giọng nói vì sao hắn lại xuất hiện ở thiên khải thành vào lúc này bệ hạ đâu có tuyên triệu dẫn binh vào kinh là mưu phản đấy là tiêu vũ bảo hắn tới dựa theo kế hoạch của bọn chúng bây giờ tiêu vũ đã là hoàng đế hắn phụng lệnh hoàng đế tới không tính là mưu phản tiêu sắt rót một chén rượu đẩy về phía trước rồi đứng dậy thượng tướng quân trình lạc anh thi lễ nói vĩnh an vương điện hạ tướng quân đi từ cửa thiên khải thành vào đây có cảm giác gì không tiêu sắt hỏi trình lạc anh thẳng thắn nói bốn chữ thôi thấy mà giật mình tướng quân là người từng trải qua chiến trường thật sự thấy máu tươi tiêu vũ thân ở thiên khải thành có một trái tim cay độc nhưng không hiểu mức độ tàn nhẫn hôm nay tướng quân thấy cảnh tượng này chẳng hay trong lòng có thấy may mắn không? Trình Lạc Anh không vội trả lời, uống một ngụm rượu rồi nói. Rốt cuộc điện hạ định nói gì? Biên ải cấp báo, ta cần Lạc Thành quân đi tiếp viện. Tiêu Sắt chậm rãi nói. Trình Lạc Anh cau mày. Ta chỉ nghe lệnh vua. Xì. Sì. Tiêu Sắt đột nhiên quăng thẳng chén rượu xuống đất. Nếu ngươi chỉ nghe lệnh vua, vậy bây giờ đã chẳng có mặt ở đây. Trình Lạc Anh nếu lang gia quân bị đánh bại, ngươi nghĩ lạc thành quân của ngươi ngăn cản được 60 vạn binh sĩ hổ lang của Nam Quyết. Đến lúc đó Bắc Ly cũng mất, ngươi đi đâu làm đại tướng quân của ngươi? Ngươi đừng đứng đây nói điều kiện với ta. Ta có thể giết tiêu vũ thì cũng có thể giết ngươi. Nếu ngươi không tới tiếp viên ta sẽ khiến thiên hạ đại loạn. Tự ngươi biết bản lĩnh của mình, nếu thiên hạ đại loạn, ngươi sẽ bị nuốt trọn hay định tự xưng vương trình lạc anh kinh ngạc một hồi lâu còn có gì muốn nói tập tức lên đường ngươi dẫn binh tiêu sắt vỗ nửa tấm hổ phù lên bàn ta giám sát quân ngũ vĩnh an vương phủ tư không thiên lạc đã mặc giáp nhẹ cầm trường thương tiêu sắt vừa về vương phủ ngạc nhiên tới nhảy dựng lên nàng làm cái gì vậy tư không thiên lạc giơ trường thương lên còn cần phải hỏi ra trận giết địch tiêu sắt lắc đầu nói lần này ta đi một mình không cho phép ai đi cùng lôi vô kiệt nhún vai lại nữa à lần này là thật tiêu sắt thở dài nói chiến trường không như những nơi khác các ngươi không được đi lôi vô kiệt để ý bọn họ cho ta vô tâm ngồi trên mái hiên huýt sáo một cái cần ta giúp một tay không giúp ta đánh ngất bọn họ có tính không Tiêu sắt hỏi. Được thôi. Vô tâm tung người nhảy xuống, áo trắng phất phới, lao tới bên cạnh Diệp Nhược Y, bàn tay dơ lên hạ xuống, cô đã hôn mê. Tiếp đó hắn lại tung người lao tới trước mặt tư không thiên lạc. Hòa thượng thối. Tư không thiên lạc vừng trường thương. Vô tâm dậm mũi chân một cái, đạp lên trường thương nhảy lên, ngón tay búng nhẹ lên đầu tư không thiên lạc đã bị thương tới nước này rồi còn phô trương. Từ không thiên lạc chỉ thấy trước mắt tối sầm, không cam lòng nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh. Vô Tâm xoay ống tay áo, lại lao về phía Lôi Vô Kiệt. Lôi Vô Kiệt vội vàng xua tay. Đừng đánh ta, đừng đánh ta, ta nói lý mà. Vô Tâm thu tay, nhíu mày. Hả? Lôi Vô Kiệt vỗ vai tiêu sắt. Lần này ngươi yêu cầu như vậy, ta không ngăn cản ngươi vì ta tin tưởng chắc chắn ngươi sẽ làm được đúng không tiêu sắt nhún vai một cái có lần nào ta không làm được ta sẽ dẫn cô ấy về tuyết nguyệt thành chúng ta sẽ gặp nhau ở đó nhé lôi vô kiệt hỏi chuyện tương lai để tương lai nói tiêu sắt vào trong nhà lấy thanh thiên chảm kiếm ra dù sao các ngươi cũng nên rời thiên khải thành tốt nhất là vĩnh viễn không trở lại lôi vô kiệt cười một tiếng Ta cũng không thích chỗ này." Tiêu Sắt đi thẳng ra cửa, phất tay nói. "Rất ít khi ta chịu đồng ý với ngươi, nhưng lần này ta cũng thấy thế." "Ta cũng không thích chỗ này." Bên ngoài Thiên Khải Thành, tấm biển thành mới đã được treo lên. Dưới tấm biển là một vị công tử nho nhã mặc hoa phục màu trắng, bên cạnh hắn là một kiếm khách trung niên cầm cự kiếm. Công tử áo trắng nghe tiếng vó ngựa sau lưng, xoay người gọi người cưỡi ngựa lục đệ tiêu sắt cúi đầu tỏ ý chào nghị ca tiêu sùng nhìn quân đội sau lưng hắn lắc đầu nói ngươi không nên đi nước không thể một ngày không có vua ngươi nên lập tức lên ngôi ta và lan nguyệt hầu đều có thể ra chiến trường ta nên lên ngôi tiêu sắt mỉm cười lắc đầu một cái ngươi là người do trời chọn tiêu sùng chỉ thanh thiên chảm kiếm bên hông tiêu sắt. Thanh kiếm này là kiếm mà chỉ khai quốc hoàng đế mới có thể sử dụng, nhưng nó đã chọn. Nếu ta là người do trời chọn, vậy biên giới Bắc Ly sẽ do ta thủ hộ. Tiêu sắt vung roi ngựa, sốc bụi trần đi thẳng. Minh Đức Đế năm thứ 23, Minh Đức Đế băng hà nhưng hoàng đế mới vẫn chưa lên ngôi, tạo thành cục diện trước nay chưa từng có, ba tháng liền không có đế vương trị vì. Vĩnh An Vương Tiêu sát xuất lĩnh 20 vạn đại quân nghênh đón Nam Quyết. Đệ đệ Lan Nguyệt Hầu và con trai thứ hai Bạch Vương của Tiên Hoàng, Trấn thủ Thiên Khải, cùng giám sát đất nước. Chương 459, gặp lại tại Giang Hồ, 1. Thái tử Nam Quyết ngao ngọc, còn chưa lên ngôi đã chẳng khác nào quân vương của Nam Quyết. Chẳng trách ngay cả tiêu sát năm xưa cũng không dám coi thường kẻ này. Tiêu Lăng Trần nhìn mấy chục vạn đại quân đóng giữ cách thành không xa, không nhịn được cảm thán. Tiết Đoạn vân thở dài. Nếu viện quân còn không tới, e rằng chúng ta đều phải nằm lại tại đây. Chết trận trên sa trường cũng là may mắn của chúng ta. Nhưng với tư thế của Nam Quyết hôm nay, sợ là định đánh tới tận Thiên Khải. Đến lúc đó chúng ta không phải dũng sĩ chết trận trên sa trường mà là tội thần làm mất nước. Tiêu Lăng Trần gật đầu một cái bên phía thiên khải có đưa tin gì không có hai tin đều là tin tức tốt tiểu vương gia muốn nghe cái nào trước tiết đoạn vân cười nói lúc này rồi mà còn có tin tốt lại còn hai tin ta còn thấy lo ngươi đang lừa ta đấy tin nào tới trước thì nghe tin đấy trước tiêu lăng trần cười nói minh đức đế chết rồi có người nói thiên khải thành bộc phát một trận mưu phản bị san bằng chỉ trong một đêm nhưng ba ngày sau Minh Đức Đế liền băng hà. Tiết đoạn vẫn nói. Tiêu lăng trần kinh ngạc, trầm ngâm một hồi rồi thở dài nói. Thế đâu coi là tin tức tốt gì, chẳng lẽ chuyện tới nước này rồi mà ta lại mong hắn chết sớm hay sao? Quốc gia đang lúc sinh tử tồn vong, hắn lại chết, chẳng phải tai nạn nối tiếp tai nạn, loạn càng thêm loạn ư. Hai quân giao chiến, quân vương bệnh chết, rối loạn lòng quân. E rằng trận này không cách nào đánh rồi. Vậy phải xem tin tức thứ hai nữa. Tiết đoạn vân đi tới nhìn quân đội bên dưới. Viện quân tới. Bao nhiêu? Hai mắt tiêu lăng trần sáng lên. Hai mươi vạn. Tiết đoạn vân đáp. Ánh mắt tiêu lăng trần càng sáng hơn. Ai dẫn quân? Đại tướng quân trình Lạc Anh, giám sát quân tỉnh là. Tiết đoạn vân dừng một chút cho lên cao trào rồi nói. Vĩnh An Vương, tiêu sát được lắm. Tiêu Lăng Trần đột nhiên vỗ tường thành một cái. Thằng nhóc kia thật có tài, không tin lầm hắn. Có hai mươi vạn viện quân, lại có tiêu sắt trợ giúp. Mẹ nó, ngao ngọc, ngươi chờ đó cho ta. Doanh trướng Nam Quyết Thái tử Ngao Ngọc mặc giáp mềm màu đen, mái tóc dài buông xóa, lay nhẹ chén rượu trong tay, âm u hỏi tướng sĩ dưới trướng. Hôm nay bọn chúng vẫn tử thủ, không chịu ra ngoài, tướng sĩ đáp thưa vâng xem ra bọn chúng đã hiểu chính diện không cách nào chống lại chúng ta chỉ có thể co đầu rụt cổ trong tòa thành này tất cả là nhờ thái tử đích thân dẫn binh thái tử quả nhiên đánh đâu thắng đó đánh đâu thắng đó ta từng thua rồi ngao ngọc uống rượu trong chén còn thua ngay ở thiên khải thành tòa thành chúng ta đánh hạ ngày hôm qua chính là tòa thành ta đã thua năm đó ta rất tò mò Liệu hắn có đoạt lại nó từ tay ta được không? Điện hạ, bên kia có tin tức đưa tới. Một người mặc áo đen đi vào doanh trướng, tới bên cạnh Ngao Ngọc, nói nhỏ. Ngao Ngọc vẫy tay bảo người trong trướng đi khỏi, chỉ còn lại hắn và thuộc hạ vừa đến. Thuộc hạ kia hạ giọng nói: "Tiêu Vũ thất bại, Minh Đức Đế đã chết, bây giờ Tiêu Sắt đang dẫn viện quân đến đây." Ngao Ngọc đột nhiên cất tiếng cười dài. Được 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 ba chữ được liên tục khiến thuộc hạ không hiểu nổi hắn nói kế hoạch của chúng ta thất bại thuộc hạ không hiểu có chỗ nào được tiêu vũ là loại người gì chẳng qua là một kẻ có dã tâm tâm địa ác độc cay nghiệt nhưng ánh mắt thiển cận mà thôi ta đặt hy vọng vào hắn chẳng qua là vì đại tổng quản cần tuyên ủng hộ hắn nhưng trong lòng ta cảm thấy người có thể đứng ngang hàng với ta có thể tranh đoạt thiên hạ cùng ta chỉ có Tiêu Sắt mà thôi. Ngao Ngọc vuốt lưỡi hái buộc xích bên hông, có vẻ không chờ nổi nữa. Được gặp lại lần nữa, còn là gặp trên chiến trường. Đúng là thấy máu nóng sôi sục lên. Đúng rồi, Minh Đức Đế đã chết, hoàng đế mới lên ngôi chưa? Vẫn chưa, cuộn sách Long Phong đang trên tay Tiêu Sắt, nhưng hắn không lên ngôi. Thuộc hạ trả lời. Ngao Ngọc cười nói: xem ra định dùng thắng lợi của trận chiến này để làm hòn đá nâng hắn lên ngôi tiêu sắt tiêu sở hà thú vị vậy bên thiên khải thành thuộc hạ do dự nói ngao húc sau này ngươi phải nhớ kỹ một câu xin điện hạ cứ nói âm mưu quỷ kế chỉ có thể tạo ra một số trợ giúp nhỏ lẻ cuối cùng thứ quyết định quyền sở hữu thiên hạ vẫn là đao đao thấy máu sáng sớm hôm sau Chống trận vang rồi. Ngao Ngọc trong doanh trướng chợt mở mắt. Thái tử điện hạ. Thái tử điện hạ. Quân đội Bắc Ly đột nhiên xung phong. Viện quân của chúng đến rồi à? Vâng, thuộc hạ đã phái người chuẩn bị nhưng không ngờ. Hôm qua vừa đưa tin tới, hôm nay bọn họ đã đến. Hơn nữa không hề nghỉ ngơi mà trực tiếp xung phong. Đúng là tác phong của hắn, hành động quyết liệt liền một mạch, tuyệt đối không rông dài ngao ngọc nhắc sợi xích lưỡi hái bên cạnh chuẩn bị ngựa ta sẽ tự mình ra trận gặp hắn sao lại tới nhanh như vậy tiêu lăng trần vừa thúc ngựa đuổi theo vừa hét không nghỉ ngơi một chút à không nghỉ ngơi cũng không cần chiến thuật gì đánh cho chúng trở tay không kịp tăng cường lòng quân đánh xong chạy hiểu chứ tiêu sắt cao giọng đáp tiêu lăng trần cả giận nói lang gia quân của ta là binh đoàn hồ lang ngươi làm vậy là dở trò hồ ly nấp trong thành mấy ngày không ra binh đoàn hồ lang của ngươi đã thành binh đoàn rùa đen rồi tiêu sắt cười nói đột nhiên thúc vào bụng ngựa chạy thẳng lên trước tướng sĩ vì vinh quang của bắc ly toàn quân gầm lên có người sinh ra đã là tướng quân trình lạc anh cảm thán Ta cảm thấy mới qua có mấy ngày mà Lạc Thành quân của ta đã biến thành của hắn rồi. Tiêu Lăng Trần nhìn người bên cạnh vốn không phải bằng hữu của mình, lắc đầu nói: "Ta thấy ngươi nói không đúng, phải nói thế này, có người sinh ra đã là hoàng đế." Tiêu Sắt Cầm Thiên chạm kiếm chém giết thẳng tới, cho tới khi một con tuấn mã đỏ rực như nhuộm đẫm máu tươi lao đến. Người ngồi trên ngựa mặc giáp nhẹ màu đen, tay cầm một lưỡi liềm sắc bén gắn với sợi xích hắn đi qua nơi nào máu tươi thấm đẫm quanh nơi đó ngao ngọc tiêu sắt cau mày tiêu sở hà ngao ngọc cười gọi năm đó ngao ngọc làm sứ giả tới thăm thiên khải thành khi đó hắn như mặt trời ban trưa được tôn là hoàng tử tài hoa giàu có nhất nam quyết trong vài chục năm gần đây tính cách nóng nảy thất thường cực kỳ ngạo mạn hắn mở lôi đài tỷ võ trong thiên khải thành đánh đâu thắng đó bảy bàn đánh cược Vùng tiền như rác, nhưng cuối cùng lại thua trong tay Tiêu Sắt. Mối thù này hắn đã ghi nhớ rất nhiều năm, lần này, hắn muốn đòi lại. Lưỡi liềm chợt bay tới, Tiêu Vũ rút kiếm đánh văng nó về. "Kiếm tốt đấy, tên là gì?" "Thiên Trảm." Ngao ngọc cả kinh, "Thiên Trảm." Tiêu Sắt rút kiếm nhảy lên, quát lớn. "Không sai, đúng là thanh Thiên Trảm mà ngươi đang nghĩ đến đấy." Năm Minh Đức thứ 23, Nam Quyết và Bắc Ly giao chiến. Nam Quyết phái 60 vạn đại quân, quân đội Bắc Ly thua trận mất liền ba thành, lùi vào linh lạc thành tử thủ ba ngày không ra. 20 vạn đại quân tiếp viện chạy tới, Vĩnh An Vương dẫn quân tập kích, đại thắng quay về. Nhưng đó mới là ngày đầu tiên. Chiến tranh vẫn còn dai dẳng. Thiên Khải Thành bầu không khí lạnh lẽo nghiêm nghị vẫn bao phủ quanh tòa thành phồn hoa nhất trên đời. Biên cảnh vẫn đang đại chiến, quốc tang vẫn còn tiếp tục. Trong thiên khải thành, các quán rượu, kỹ viện, sòng bạc đều tạm thời đóng cửa, ngay cả thiên kim thai luôn đông vui như chảy hội cũng cất bàn đánh cược. Đồ nhị ra ngồi trong đại sảnh vô cùng tịch mịch đó, cảm thấy phiền muộn. Một ngày quân vương chưa lên ngôi, e rằng quốc tang sẽ kéo dài thêm một ngày tiêu sắt mau mau về làm hoàng đi để ta còn kiếm tiền chứ. Bên ngoài cửa thành thiên khải, vài chiếc xe ngựa đang đỗ ở đó. Mấy ngày nay, ra vào thiên khải thành đều hết sức nghiêm ngặt, nhưng không ai dám cản nhóm người này. 12 kiếm khách mặc áo trắng, đến từ tuyết nguyệt thành. Cùng một người bây giờ không những nổi danh ở thiên khải thành mà còn vang danh khắp cả thiên hạ, kiếm khách áo đỏ lôi vô kiệt đi cùng hắn là con gái thương tiên tư không thiên lạc và con gái diệp tướng quân diệp nhược y ai cũng biết quan hệ giữa bọn họ và vĩnh an vương tiêu sắt còn vĩnh an vương tiêu sắt trong lòng rất nhiều người là vị quốc chủ tiếp theo của bắc ly tiễn tới đây thôi lần này chúng ta về tuyết nguyệt thành chắc tạm thời không đi đâu cả nếu ở thiên khải thành có chuyện gì các ngươi có thể tới tuyết nguyệt thành tìm chúng ta lôi vô kiệt mỉm cười tạm biệt tạ tuyên lý phạm tùng phi hiên cùng với hòa thượng áo trắng phất phới đều tới tiễn hòa thượng ngươi không về thiên ngoại thiên của ngươi à lôi vô kiệt hỏi hắn vô tâm chép tay đàng hoàng niệm phật hiệu sư huynh trở về hàn sơn tự mẫu thân được lạc tiên sinh đưa về mộ lương thành sau khi xong việc thiên khải thành ta sẽ tới hàn sơn tự ở vài ngày sau đó tới mộ lương thành tiện đường về thiên ngoại thiên minh hầu và nguyệt cơ thì sao lôi vô kiệt hỏi bọn họ là sát thủ ngươi là đệ tử chính đạo tuyết nguyệt thành không phải người trung đường mọi người ai đi đường nấy trong lòng không cần nhung nhớ trước nay cũng đâu phải bằng hữu vô tâm cười nói sát thủ đúng là tuyệt tình lôi vô kiệt oán trách một câu rồi quay sang tạ tuyên hỏi tạ tiên sinh thì sao có tính toán gì không tạ tuyên trả lời có lẽ ta và bọn họ sẽ ở lại thiên khải thành thêm vài ngày sau này phi hiên còn phải ở lại khâm thiên giám tiếp tục học tập đạo pháp ta và lý phạm tùng sẽ dạo chơi khắp nơi đương nhiên sẽ tới bách hoa hội của tuyết nguyệt thành vậy cung kính chờ tạ tiên sinh tới chơi lôi vô kiệt chắp tay nói hai vị cô nương khác đâu sao hôm nay không ra tạm biệt tạ tuyên cười nói vừa rồi diệp cô nương còn nói muốn tạm biệt mọi người nhưng mấy ngày qua cô ấy quá mệt mỏi rồi vừa rồi ta phát hiện cô ấy đã ngủ cho nên không đánh thức còn tư không sư tỷ chắc còn đang tức giận lôi vô kiệt lắc đầu một cái cuối cùng tạm biệt như vậy các vị xin tạm biệt tạm biệt lôi vô kiệt trở lại xe ngựa thấy tư không thiên lạc vẫn ôm vẻ bất mãn không khỏi cười khổ sư tỷ yên tâm, bây giờ tên tiêu sắt kia đã sắp đạt tới huyền cảnh, còn cầm thiên chạm kiếm, không sao đâu. Tư không thiên lạc cả giận nói. Chúng ta đi Nam Quyết. Đi Tuyết Nguyệt Thành. Lôi vô kiệt bất đắc dĩ nói. Đi Nam Quyết. Được, vậy sư tỷ biết đường tới Nam Quyết không? Không biết. Ta xem bản đồ rồi, ta biết. Vậy chúng ta lên đường tới Nam Quyết. Dùng năng lực dẫn đường của ta, sau khi trận tuyết này rơi xong chắc sẽ đến tuyết Nguyệt Thành. Lôi vô kiệt vung roi ngựa, xe ngựa chạy thẳng về phía trước. Nhưng đột nhiên sau lưng vang lên một tiếng động lanh lảnh, như tiếng nhạc cụ gì đó. Lôi vô kiệt ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên tường thành là một thiếu niên sách theo hộp kiếm, 12 thanh phi kiếm xếp thành một hàng, người nọ đang dùng tay gõ nhẹ. Còn có thể dùng phi kiếm như nhạc cụ nữa cơ à? lôi vô kiệt mỉm cười quay đầu lại vung roi ngựa mong ngày gặp lại mong ngày gặp lại chúng ta sẽ có một trận đấu kiếm chân chính vị thành chủ sắp được giang hồ tôn là vô song kiếm tiên thu hồi hộp kiếm khẽ lẩm bẩm bạch vương phủ mấy ngày qua tiêu sùng sống không yên bởi vì từng đợt khách hứa tới nối tiếp nhau kéo vào trong phủ tiêu vũ chết tiêu sắt xuất trinh toàn bộ thiên khải vị hoàng tử duy nhất có thể làm chủ chỉ có mình hắn huống chi bây giờ hắn và Lan Nguyệt Hầu đều là giám quốc. Nhưng ngoại trừ chuyện công cần gặp, hắn đều không gặp. Những người tới vì chuyện công một khi bắt đầu xoay sang chủ đề khác, hắn cũng sẽ vẫy tay tiễn khách. Không ai biết lúc này suy nghĩ thật sự trong lòng tiêu sùng là gì. Ngay cả tiểu thái giám theo hầu bên cạnh hắn, huyền đồng cũng không biết. Nhưng có lẽ hắn không thể không gặp vị khách ngày hôm nay, bởi vì người tới là đại tổng quản Cẩn Tuyên. Tay hắn cầm cuộn sách Long Phong, trên danh nghĩa mà nói hắn là đại thần mà Tiên Đế ủy thác, địa vị phi phàm. Pha trà cho đại tổng quản. Tiêu Sùng gặp hắn trong sảnh chính. Cẩn Tuyên ngồi xuống, cười một tiếng. Có phải mấy hôm nay điện hạ vẫn luôn chờ ta không? Tiêu Sùng thẳng thắn nói. Đúng vậy ta vẫn luôn chờ đại tổng quản tới tìm ta. Bây giờ tiêu sắt đang ở bên ngoài, một cuộn sách long phong khác đang nằm trong tay ta. Cẩn tuyên lấy từ trong tay áo ra một cuộn sách, bên trên có dấu son long ấn, xem ra chưa từng được mở. Đại tổng quản chưa mở cuộn sách này à? Tiêu sùng nói. Tiên đế nói một phần giữ lại, đừng mở. Nhưng ta đã xem phần của tiêu sắt, cho nên ta đã biết ngôi vị hoàng đế là của ai. Cẩn Tuyên cười nói, ố, Tiêu Sùng nhíu mày. Là ai? Có thể là điện hạ ngài. Cẩn Tuyên cười nói, Tiêu Sùng ngồi nghiêm chỉnh, xin rửa tai lắng nghe. Bây giờ cuốn sách đang nằm trong tay ta, Thiên Khải Thành chỉ còn một vị hoàng tử được phong vương là ngài. Giờ phút này ngài lên ngôi, danh chính ngôn thuận. Cho dù Tiêu Sắt thắng trận trở về cũng phải thừa nhận mọi chuyện là danh chính ngôn thuận nếu không sẽ là mưu phản. Cần Tuyên chậm rãi nói. Tiêu Sùng thở dài một tiếng. Đại Tổng Quản muốn kết minh với ta. Nhưng ngươi đã từng là người của Lão Thất. Ta là người của Bệ Hạ, được an bài bên cạnh Sích Vương Điện Hạ, chẳng qua nhân cơ hội nhập cục nhìn rõ những người cạnh tranh, hơn nữa giúp Bệ Hạ loại trừ. Cần Tuyên đáp. Thật không? Nhưng sao ta cảm thấy sau khi Phụ Hoàng bệnh nặng, Đại Tổng Quản luôn là người nâng đỡ Sích Vương, chẳng qua giữ tấm kim bài miễn tử này, dựa vào mệnh lệnh của Phụ Hoàng để làm chuyện tranh chấp bè phái thật sự. Bằng không, chỉ là để giám sát tranh chấp bè phái, Đại Tổng Quản làm việc quá nhập tâm rồi. Cuối cùng ngươi lại vứt bỏ tiêu vũ, chuyển sang thành phe của Hoàng đế, đều là ỷ vào việc Phụ Hoàng không biết những chuyện đã diễn ra. Tiêu sùng nhấp một ngụm trà, nói đầy ẩn ý. Cần tuyên nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, thu lại nụ cười, ta cũng là người cùng đường mạt lộ. Nếu tiêu sắt thắng trận trở về, ta cũng không còn đường lui. Ngươi nói sai rồi, nếu tiêu sắt thất bại chúng ta mới không còn đường lui. Nước mất nhà tan, còn tránh đi đâu được nữa. Đại Tổng Quản Tiêu Sùng nghiêm nghị nói Xem ra Bạch Vương Điện Hạ cũng không muốn hợp tác với ta. Cần tuyên thu hồi cuộn sách. Tiêu Sùng lắc đầu nói Nhưng câu nói vừa rồi, ta vẫn luôn đợi đại tổng quản đến, là thật. Cẩn tuyên kinh ngạc, đột nhiên đứng dậy. Cửa chính đã khép lại. Nộ kiếm tiên nhan chiến thiên, nho kiếm tiên tạ tuyên, thiên ngoại thiên vô tâm, vô song thành vô song cùng với tổng quản trưởng Hương Cẩn Tiên. Gần như tất cả cao thủ trong Thiên Khải Thành đều tập trung ở đây. Cẩn Tiên rút Phong Tuyết kiếm bên hông ra. Sư huynh, mọi chuyện nên kết thúc thôi. Cẩn tuyên cất tiếng cười dài, cúi đầu nói. Được. Ngày hôm đó, đại tổng quản cẩn tuyên ý đồ mưu phản, bị giam vào thiên ngục của đại lý tự. Ba ngày sau, cẩn tuyên biến mất trong thiên ngục, từ đây không rõ tung tích. Còn cuộn sách long phong của hắn, lúc này đang được đặt trên bàn, trong tầm cung bạch vương phủ của tiêu sùng. Tiêu sùng ngồi dưới ánh đèn một hồi lâu, cuối cùng cầm cuộn sách long phong, đưa lên ánh nến, hơ nhẹ một hồi. Dấu sơn ấn rồng rơi xuống, cuộn sách chậm rãi mở ra. Tiêu sùng đọc cái tên trên đó, kinh ngạc một hồi lâu. Biên ải không ngừng có tin thắng trận đưa về, tuy có những trận thua nhỏ nhưng dù sao vẫn giúp tâm trạng của dân chúng Bắc Ly ổn định lại. Bầu không khí nghiêm nghị trong thiên khải thành tan dần, Lan Nguyệt Hầu nhìn về phía nam, lo lắng nói. Nên về thôi tiêu sát dẫn viện quân rời thành được 2 tháng 11 ngày, những thành bị mất đi đã được lấy lại toàn bộ. Tiêu sát thúc ngựa đi tới ngoài tòa một tòa thành, quát lớn. Ngao Ngọc Ngao Ngọc không còn thần thái ung dung lúc trước, dáng vẻ hơi chật vật, đại diện cho Nam quyết đi từ giữa đại đội ra. Ta đã đoạt lại thành của mình, lại chẳng cần thành của ngươi. Hòa đàm thôi. Ngao Ngọc kinh ngạc, giờ phút này khí thế của quân đội bắc ly đang cường thịnh là thời cơ tốt nhất để thừa thắng truy kích không ngờ tiêu sắt lại lên tiếng nghị hòa trước hắn cười nhạt vì sao ta tới không phải để gây chiến ta còn rất nhiều chuyện cần làm tiêu sắt ngáp một cái ta không thích mấy chuyện chiến tranh thế này có điều kiện gì ngao ngọc hỏi tiêu sắt gãi đầu một cái dù sao các ngươi cũng là phe thua trận hơn nữa còn là kẻ phát động chiến tranh trước. Dẫu sao mỗi năm cũng phải đưa ít bạc, giao chút chiến lợi phẩm. Cụ thể ra sao thì ta không nói với ngươi, tiếp đó tự có người khác bàn. Tạm biệt, Ngao Ngọc. Ngao Ngọc nhìn bóng lưng hắn, lạnh lùng nói: "Một ngày nào đó ta sẽ đòi lại ở chỗ ngươi." Sẽ không có ngày nào như thế. Tiêu Sắt phát tay với hắn. Tiêu Sắt lui binh lần này khiến rất nhiều người khó hiểu cho rằng ánh mắt Tiêu Sắt quá thiển cận. Thế nhưng chỉ có những người thực sự hiểu rõ thế cục mới biết, Tiêu Sắt lui binh là vô cùng sáng suốt. Bởi vì lúc này Bắc Ly không có quân chủ, mà người có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế, ngoại trừ các hoàng tử, còn có rất nhiều huynh đệ của Minh Đức đế. Bọn họ đang ngồi trong đất phong của mình, yên ổn chờ đợi. Nhưng nếu cục diện nước không có vua còn tiếp tục, rất khó đảm bảo bọn họ sẽ tiếp tục ngồi yên như vậy chương 460, gặp lại tại Giang Hồ, 2. Ba ngày sau, tiêu sắt dẫn trọng binh trở lại thiên khải. Toàn bộ Bắc bắt đầu truyền tụng công đức của vị Vĩnh An Vương này. Còn lần này hắn dẫn vài chục vạn đại quân mênh mông cuồn cuộn, đã hoàn toàn thần phục hắn trở về thiên khải. Ai cũng biết hắn định làm gì. Đương nhiên là định lên làm hoàng đế. Hoàng đế mới sắp trở lại, phải chuẩn bị cho kỹ giám quốc bạch vương điện hạ nói với bộ lễ lan nguyệt hầu cười nói đúng vậy bắc ly sắp trở thành bắc ly mới rồi năm xưa có phải bọn họ cũng gieo hò nghênh đón lang gia vương thúc như vậy không tiêu sắt hỏi tiêu lăng trần tiêu lăng trần gật đầu cũng gần thế nhưng sau đó bọn họ lại mắng vương thúc rất nhiều năm nói người là phản thần chỉ hận không cắt một khối thịt trên thi thể của người tiêu sắt nói Tiêu Lăng Trần cười nói: "Dân chúng nào biết mấy chuyện này, các quân vương muốn cho họ biết điều gì, bọn họ chỉ biết được điều đó mà thôi." Tiêu Sắt vùng roi ngựa. "Đi nhanh lên." Tiêu Lăng Trần nói. "Ngươi nóng ruột thế cơ à?" Tiêu Sắt gật đầu. "Ta rất nóng ruột, không muốn trì hoãn thêm chút nào nữa." Thiên Khải thành dùng nghi thức long trọng nhất hoan nghênh quân đội trở về có lẽ thiên khải thành gặp quốc tang nên đè nén quá lâu cũng có thể vì trận thắng này vô cùng quan trọng đối với bắc ly hay vì hầu hết mọi người đều coi đây là nghi thức đăng cơ của hoàng đế mới cho nên nghi thức lần này còn long trọng hơn năm xưa khi lang gia vương trở về hoa tươi bầy từ cửa thiên khải thành kéo dài tới hoàng cung tiêu sắt thúc ngựa chạy xuyên qua thiên khải thành chạy thẳng về phía đại điện chạy thẳng đến bậc thang trước điện mới xuống ngựa bước tiếp lên hắn đã cởi bộ quân trang, đổi lại bộ áo khoác dài bằng lông cáo mà mình thích nhất, toàn thân không còn vẻ lười biếng, ngược lại ánh mắt sáng quắc, dáng vẻ hoạt bát hiếm thấy. Trong đại điện, văn võ bá quan trong triều lễ bái. Cung nghênh Vĩnh An Vương Điện Hạ chiến thắng trở về. Tiêu sắt nhìn bọn họ, gật đầu. Tạm thời cứ quỳ đi, dù sao lát nữa còn có chuyện quan trọng cần công bố, các ngươi còn phải quỳ lần nữa. Văn võ bá quan thầm hiểu trong lòng nhưng không những không than phiền mà còn cúi đầu thấp hơn. Tiêu Sắt đi tới trước ngai hoàng đế, Lan Nguyệt Hầu và Tiêu Sùng đứng hai bên chờ hắn. Tiêu Sắt vuốt ve ngai vàng, lắc đầu một cái. Vì sao nhiều người thích ngồi lên vị trí này vậy? Ta chưa ngồi bao giờ, không biết. Lan Nguyệt Hầu cười nói. Tiêu Sắt đặt mông ngồi xuống. Đây là hành động đại nghịch bất đạo, bởi vì hắn còn chưa là hoàng đế nhưng đám người ngự sử đài đương nhiên không nhảy ra chọc giận hắn hơn nữa tiêu sắt nhanh chóng đứng lên nhún vai một cái chán chết hắn lấy cuộn sách sắc phong cất trong tay áo ra đưa cho lan nguyệt hầu hoàng thúc con biết mọi người ở đây đều đang chờ vật này do người đọc là thích hợp nhất lan nguyệt hầu gật đầu nhận cuộn sách long phong mở ra sau đó sửng sốt đọc đi Tiêu sắt thúc giục. Lan Nguyệt hầu nhìn tiêu sắt một cái, cuối cùng đành đọc. Gần đây chấm nhiễm bệnh hiểm nghèo, e rằng không mấy ngày nữa thân thể này sẽ về với ngũ hành. Con trai thứ hai tiêu sùng, nhân phẩm đáng quý, có tài có đức, chắc chắn sẽ kế thừa được ý chí của chấm, thế chấm đăng cơ, lên ngôi hoàng đế. Tất cả mọi người kinh hãi, không ngờ tiên đế lại truyền ngôi cho nhị hoàng tử liệu vĩnh an vương có dẫn binh san bằng thiên khải thành không văn võ bá quan không dám ngẩng đầu lên ai nấy toát mồ hôi lạnh thậm chí không nhịn được bắt đầu xì xào bàn tán với người bên cạnh to gan tiêu sắt đột nhiên quát lớn văn võ bá quan thầm chấn động tiêu sắt nổi giận nói lan nguyệt hầu đã đọc xong chiếu thư đám đại thần các ngươi còn không mau cúi lại tân hoàng văn võ bá quan khôi phục tinh thần cuối cùng là thượng thư bộ lễ dẫn đầu, hô lớn. Tân hoàng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế. Văn võ bá quan không dám do dự tiếp, ưỡn người cúi lại, cao giọng hô to. Tân hoàng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế. Tiêu sắt thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười với tiêu sùng. Nhị ca, sau này khổ cực rồi. Tạm biệt. Tiêu sắt thân phủ tấm áo lông cáo, xoay người bước nhanh khỏi đại điện hắn đi xuống cầu thang dắt con ngựa đáng giá ngàn vàng của mình vung roi nói chúng ta đi vó ngựa đạp xuống tuyết tung bay khói bụi trần gian che người ngựa tạ tiên sinh lý phàm tùng phi hiên ta đi đây đi ngang qua khâm thiên giám tiêu sắt hô to độc cô tiên sinh hồ đản ngũ ngốc ngốc ta đi đây đi ngang qua bách sự trai tiêu sắt lại hô to Sư phụ, cơ tuyết. Ta đi đây. Tiêu sắt tùy tiện hô to, dù sao bách hiểu đường cũng sẽ nghe thấy. Hòa thượng, ta đi đây. Tiêu sắt đi ngang qua vương phủ của mình, lại hô to. Quản gia đi ra, nước mắt lưng tròng. Điện hạ, ngài định đi à? Tiêu sắt mỉm cười. Sau này ta sẽ báo tin cho ngươi, ngươi đến tìm ta hoặc lại đây chờ ta. Mỗi năm ta sẽ về vài ngày quản gia lau nước mắt điện hạ vui vẻ là được đừng gọi điện hạ gọi công tử tiêu sắt xua tay hòa thượng kia đâu hôm qua đã đi rồi quản gia trả lời tiêu sắt cười một tiếng đem thứ trong thư phòng của ta đưa tới thiên kim thai vâng công tử đường phía trước còn dài mong ngài cẩn thận quản gia cao giọng nói nhưng tiêu sắt đã thúc ngựa rời đi Đồ nhị gia ở thiên kim thai không nghe thấy tiếng tạm biệt của tiêu sắt nhưng nhanh chóng nhận được một bức thư của Vĩnh An Vương Phủ đưa tới. Hắn mở ra, kinh ngạc. Người hầu bên cạnh hỏi. Nhị gia, cái gì vậy? Đây là khế đất của tuyết lạc sơn trang. Cánh tay đồ nhị gia run rẩy. Là cái quán trọ mà Vĩnh An Vương nói à? Người hầu hỏi. Không 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 không. Đồ nhị gia lắc đầu liên tục khó mà tin nổi là tuyết lạc sơn trang ở thiên khải thành này tuyết lạc sơn trang chân chính tiêu lăng trần ta đi đây đi ngang qua nơi đại đội nhân mã đóng quân tiêu sắt hô to tiêu lăng trần đang uống rượu sặc một cái nổi giận mắng đi thì đi đi hô cái gì mà hô trình lạc anh nhìn tiêu sắt đi xa cảm thán thế gian thật sự có người tuyệt thế như vậy ư Tiêu Lăng Trần uống một ngụm trà khinh bì nói: Trong giang hồ đầy những người tuyệt thế, ngươi thấy quá ít. Gió đông thổi tuyết vó ngựa phi, một mai dẫm nát lòng đế vương. Tiêu sắt thúc ngựa rời khỏi Thiên Khải thành, không hề quay đầu, nhưng lại bị một người một kiếm ngăn cản. Kiếm là Phá Quân kiếm, người là Nộ Kiếm Tiên. Nhan Chiến Thiên đưa hắn một vật. Yên tâm đi, ta tới không phải để cản ngươi sùng nhi nhờ ta đưa ngươi cái này tiêu sắt nhận lấy vật kia tiếp tục thúc ngựa đi hắn ngồi trên lưng ngựa mở bọc ra phát hiện là một cuộn sách đóng kín dấu son ấn rồng trên đó đã rơi chứng tỏ đã có người mở hắn hơi ngạc nhiên mở ra đọc nội dung khác trên đó giống hệt với những gì lan nguyệt hầu vừa đọc chỉ có chỗ quan trọng nhất là khác hẳn truyền ngôi cho lục hoàng tử tiêu sở hà Phụ hoàng đúng là gian xảo. Tiêu sắt lắc đầu cười một tiếng, giờ cuộn sách trong tay lên cao. Cuộn sách lập tức bị cơn gió xé tan thành từng mảnh. Năm Minh Đức thứ 23, ba tháng dòng rã không có quân vương cuối cùng đã kết thúc. Nhị hoàng tử của tiên đế, tiêu sùng lên ngôi, đặt niên hiệu là Sùng Hà. Sùng Hà năm thứ nhất, xuân về hoa nở. Mùa đông trước đã trôi qua mùa đông này cũng đã qua. Thế nhưng chủ quán vẫn chưa về. Không có chủ quán keo kiệt, máy tên tiểu nhị miễn cưỡng kinh doanh một thời gian, chuyện làm ăn của tuyết lạc sơn trang càng ngày càng tốt. Mấy ngày qua vừa mở cửa đã có vài vị khách quý có vẻ giàu sang phủ quý đến quán. Tiểu nhị mặt mày hớn hở nhưng trong lòng vẫn thoáng chút phiền muộn. Chủ quán tuy dáng vẻ keo kiệt nhưng thực tế đối đãi với bọn họ rất tốt, bao giờ ông ấy mới về hứa hồ lô là người cầm đầu các tiểu nhị do trông hắn giống cái hồ lô nên tên là hứa hồ lô hắn ngồi yên tại chỗ lẩm bẩm có cần ra ngoài tìm xem chủ quán ở đâu không hắn nói chuyện luôn rất khó nghe làm việc lại keo kiệt không khéo ra ngoài bị người ta bắt lại hắn vừa nghĩ vừa rót trà cho khách nhưng lại nghe người khách trước mặt cười nói tiểu nhị trà rơi ra ngoài rồi hứa hồ lô vội vàng ngẩng đầu lên xin lỗi nhưng vừa chạm vào ánh mắt kia lại cả kinh. Vừa rồi hắn không nhìn kỹ, bây giờ đã thấy rõ ràng. Đây chẳng thiếu niên áo đỏ nợ tiền chủ quán, dẫn chủ quán đi à. Người 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 người. Hứa hồ lô chỉ hắn, miệng lắp bắp. Đã lâu không gặp. Lôi vô kiệt cười nói. Ông chủ của các ngươi đâu? Ông chủ của chúng ta. Hứa hồ lô cả kinh. Ở đây một giọng nói lười biếng vang lên, tiêu sắt cởi áo lông cáo, mặc một bộ áo sam màu xanh bước vào trong cửa. Ông chủ. Đám tiểu nhị buông hết công việc, xông tới hò hét. Tiêu sắt vung tay, đẩy lui bọn họ ba bước. Làm việc chăm chỉ, đừng có lười nhác. Ông chủ, sao ngài lại trở về? Hứa hồ lô hỏi. Tiêu sắt nhớn mày. Sao nào? Ngươi nghĩ ta vĩnh viễn không trở về, cái quán này sẽ là của ngươi chắc? Đâu có đâu có." Hứa Hồ Lô vội vàng nói rõ. "Hai năm qua ta ghi rõ ràng từng khoản mục ngay ở trên quầy. Bà cũng đang ở đấy, chỉ chờ ngài về để giao lại cho ngài. Là tiểu nhị tốt, không uổng công ta đối tốt với ngươi." Tiêu Sắt nhìn sang đám người lôi vô kiệt. "Chuẩn bị thức ăn và rượu cho bọn họ chưa?" Hứa Hồ Lô lắc đầu. "Vừa đưa trà." còn chưa gọi thức ăn. Ta mời. Tiêu sắt cao giọng nói. Hứa hồ lô kinh ngạc, trong lòng lạnh buốt, đây còn là ông chủ của bọn họ không? Có phải bị đánh cháo không? Hay là người khác giả trang? Ba bát mì dương xuân, hai chén lão tảo thiêu. Làm cho ta bát mì thịt bò. Tiêu sắt chậm rãi nói. Vâng vâng. Hứa hồ lô vui vẻ chạy đi, đúng là ông chủ, tuyệt đối không sai tiêu sắt đặt mông ngồi xuống nhìn lôi vô kiệt tư không thiên lạc diệp nhược y trước mặt cười nói gần đây có khỏe không không có ngươi ta tạm được sư tỷ thì không được tốt lắm lôi vô kiệt trả lời tư không thiên lạc cắm thẳng đôi đũa trên tay xuống bàn bất mãn nói mời ta ăn mì à tiêu sắt khoát tay áo một cái cái bàn này hai lượng ngươi là vĩnh an vương nổi danh thiên hạ là truyền thuyết chiến thắng nam quyết bây giờ hoàng đế ban cho ngươi tước vị truyền đời ngươi lại mời chúng ta ăn mì diệp nhược y cười nói ta chỉ là ông chủ quán trọ vĩnh an vương với triều đình gì gì đó có cho ta tiền không vẻ mặt tiêu sắt đầy bất mãn tiếp theo có tính toán gì tư không thiên lạc hỏi tiêu sắt ngáp một cái đi chơi khắp nơi lôi vô kiệt nghe vậy hứng thú cao giọng nói. Đao khách dùng song đao của Nam Quyết, sở ca vừa tái xuất giang hồ, hạ chiến thư với Tuyết Nguyệt Thành, muốn tới bái lâu. Ta định tới gặp hắn. Mấy ngày trước có một đứa trẻ tới Tuyết Nguyệt Thành, họ nhị tên Điều, thích dùng đá làm vũ khí. Ta định thu hắn làm đồ đệ, nhưng hắn đã có sư phụ, sư phụ tên là Sương Ý, hình như là cao thủ không xuất thế. Nghe nói ta mà thắng hắn là có thể cướp tên đệ tử này cao nhân Phật quốc Phạm Thiên Tịnh luyện một thanh thiên vương kiếm, nghe nói đã sắp đạt tới cảnh giới kiếm tiên. Ta muốn biết mình và hắn, ai tới gần kiếm tiên hơn, định tới gặp cả hắn nữa. Phía Bắc có một người mập mạp luyện thành một thứ rất kỳ lạ, tên là Tẩy Cốt Tá, nghe nói đao kiếm chém không vào, xét đánh vẫn bất động. Bây giờ hắn đang bố trí lôi đài, nói sẽ đứng yên cho người ta đánh, ai có thể khiến hắn bị thương, hắn sẽ theo làm tùy tùng. Giang hồ sán lạn như vậy, chỉ nghĩ thôi đã thấy mong chờ rồi. Đúng rồi, gần đây sư tỷ nhận một đồ đệ, tên là Vương Bối Bối, là một cô bé cực kỳ đáng yêu. Còn tên Lạc Minh Hiên nữa, không ngờ hắn to gan thật đấy, muốn kết hôn với sư phụ của hắn. Sư phụ hắn bỏ chạy ngay hôm đó, hắn lập tức đuổi theo, nghe nói bây giờ đang phiêu bạt trong giang hồ. Từ Không Thiên Lạc ngắt lời hắn, "Sao ngươi lắm mồm thế?" rốt cuộc định đi đâu? Lôi vô kiệt nhìn về xa xăm, ánh mắt sáng rực. Giang hồ. Tiêu sắt và tư không thiên lạc nhìn nhau một cái, lập tức ngồi xuống nói chuyện với nhau, không để ý tới tên ngu ngốc này nữa. Nào nào nào, ăn mì ăn mì. Bà bát mì dương xuân, một bát mì thịt bò vào bụng. Tiêu sắt và lôi vô kiệt cụm chén, mỗi người uống một bát lão tào thiêu. Bốn người đứng dậy, đi ra ngoài cửa. Hứa Hồ Lô thầm lo lắng. "Ông chủ, ngài lại đi nữa hả?" "Yên tâm, sẽ về sớm thôi, chăm sóc Tuyết Lạc Sơn Trang của ta cho tốt." Tiêu Sắt vỗ vai hắn một cái. "Chư vị định đi đâu?" Một vị khách khác ngồi trong góc đột nhiên nói. Mọi người đã ra tới cửa nghe câu này này đều cả kinh, quay người nhìn về phía hắn. Vị khách kia đứng dậy, tháo mũ chùm đầu để lộ một gương mặt quen thuộc chỉ có làn da tái nhợt hơn trước nhiều hắn cười một tiếng các ngươi đã sắp thành kiếm tiên ta lại nằm ở đường môn mấy tháng đại sư huynh còn không bằng tiểu sư đệ lôi vô kiệt và tư không thiên lạc cùng vui mừng hét lớn đại sư huynh lôi vô kiệt chạy thẳng tới ngươi không chết à đại sư huynh tuy không chết nhưng cũng gần thế nhẹ tay nhẹ tay ha 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 đường liên nhìn lôi vô kiệt cười nói đừng khóc đừng khóc tiêu sắt chậm rãi đi tới tươi cười nói không ngờ còn có ngày gặp lại đúng thế đường liên quay sang giơ tay với hắn gặp lại tại giang hồ phần này đến đây là hết nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn